Rồi, nay mình sẽ test cho các bạn game Liên Quân Mobile trên máy Mobistar S2 Duo ha. Rồi, cảm ơn các bạn theo dõi với mình. Mình mới đánh chút xíu mà máy nó hơi nóng phía sau à, nóng ở đây được ạ. Ok, mình test thì hiện cái tự tượng mà dập láp á, nó không có nhiều bạn à.
Ôi đâu rồi, chết rồi. Sao nhanh vậy? Mình test thì mình không có chơi. Rồi, mình thua rồi. Cảm ơn các bạn. Mình test máy ha, thì cái game này chơi được 8 phút thì máy giờ bên sau này khá là nóng ha. Pin thì nãy mình không có để ý lắm, pin nãy là 93 94 gì đó, tiêu hao khoảng 3 đến 5% trong một trận game, tùy vào cường độ màn hình nữa các bạn, hoặc là bạn dùng wifi 3G. Rồi, cảm ơn các bạn.